Học.com xin trình bày về một cái vấn đề và một cái lỗi mà rất nhiều học sinh mắc phải khi mà làm theme cho WordPress. Ở đây chúng ta thấy là một cái trang blog đã bị trắng xóa. Thế nhưng mà trên máy của người làm thì nó lại không hề trắng, nó vẫn bình thường. Nhưng mà trên máy của tất cả những người khác trên thế giới thì tại sao nó lại trắng? Vì cái nguyên nhân như sau. Bạn có thể xem cái mã nguồn, hoặc là tốt nhất là bạn mở Firefox lên, bạn chuyển sang Net Console và bạn chạy. Thì bạn có nhìn thấy là có cái này đỏ không? Cái style.css nó đỏ, chứng tỏ nó không được load. Nó tại sao? Bởi vì nó là localhost. Bạn nhìn link đây. Đấy. Thế thì cái đường link localhost này nó tồn tại ở trên máy cái người tạo ra cái blog này. Trên máy người nó có localhost, có WordPress, có những cái này. Đấy. Cho nên làm sao nhỉ? Trên máy của người đó thì nó vẫn hiển thị bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì cái request đến cái đường dẫn này nó vẫn thực hiện được. Thế và trên máy của những cái người khác thì thường là họ không có localhost, hoặc là họ có localhost thì họ không có cái thư mục này, không có cái đường dẫn này. Tóm lại là trên máy của tất cả mọi người khác nó không tồn tại cái đường link này. À, đó là lý do mà trên tất cả máy của người khác thì nó đều hiện thành màu trắng hết. Thế thì để khắc phục được cái lỗi này thì chúng ta cần phải xem kỹ lại cái video thứ nhất hoặc là cái video thứ ba nhé. Cái đoạn phút thứ bao nhiêu tôi không rõ, nhưng mà có một cái đoạn nó thay thế. Đấy, thì cái nguyên nhân ở đây là đó là nếu như bạn để là style .css thì cái hệ thống nó sẽ tự động load thêm cái đường dẫn này vào. Thì đây là một cái đường dẫn sai. Nên nếu mà bởi vì tại sao nó sai? Bởi vì nó chỉ chạy trên localhost của bạn thôi, còn nếu mà như trên mạng thì nó sẽ tự động thành một cái đường dẫn sai. Nên muốn nó đúng thì chúng ta phải thay cái đấy bằng cái vừa rồi mà chúng ta đã nhìn thấy đấy, đó là block info, đúng không nào? Style sheet gạch dưới URL. Đó. Tất nhiên bạn phải thêm lệnh PHP và nó mới hiểu được.